Xin chào các bạn, tiếp tục mình quay video hồi nãy nha các bạn. Hồi nãy đang làm mà tự nhiên điện thoại hết pin các bạn à. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh mình nhiều lên các bạn ơi, để mình kiếm tiền mua điện thoại khác. Xịn xịn xíu quay cho lâu các bạn ơi. Gần quá. Dạ. Dạ anh Tâm hả? Dạ. Nghe nói cuối tuần này giờ mà không biết có giờ được hay không. Mua sẵn rắn đây. Sẵn định sống về làm mà tụi mình. Dạ. Để mật các bạn à. Đó. Mật này uống cũng nhấn nách lắm các bạn ơi. Nếu mà ai có can đảm nuốt luôn các bạn à, không sao hết. Trời cho con cái đó. Đây cái mật mật đây các bạn à. Nói các bạn không có tin nhưng mà mình sẽ quay video nuốt mật luôn các bạn à. Đó. Nói các bạn không thấy tin. Đây các bạn. Nuốt nuốt. Nuốt cái này. Đó. Đó mở. Đó, nuốt luôn các bạn. Đó. Mật mật này ngon không? Cảm nhận anh. Hồ chú mới ngon hơn anh. Hồ chú đồ nó nhiều, cái này nướng ít. Không bao được đụng má làm hai nó hôm mè mà đặt nút 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 hai con chiều nó giật còn chết giật đụng muốn xỉu luôn nè mọi người á. À sợ bị nói u trời nước vô không minh gì. Chờ mày thông minh tao làm xong mẹ hết rồi. Tiếp tục. Con này mấy con này mật nó cũng bự đại chứ các bạn ơi. Đáng lẽ rắn này mật đâu có nhiêu đâu mà sao thấy nó cũng bự chứ. Lại tiếp tục nuốt hay là bỏ cho rượu đây. Bỏ vô rượu nuốt chứ nữa, nuốt chết hả? Anh nói là anh không dám nuốt nữa các bạn à. Nó bổ lắm. Nó bổ lắm các bạn ơi. Này phải bỏ vô rượu bớt chứ. Tát dầm ra rồi uống. Các bạn mà nếu mà muốn uống mật thì chạy nhanh xuống Hiệp Phước nha các bạn. Hiệp Phước Tân Thuận á. Xuống đây mình sẽ chia sẻ cho anh Ly nha. Nhưng uống xong là không được đi đi xe máy giờ các bạn à, đi bộ giờ thôi. Tiếp tục lại được cái mật nữa các bạn à.
Anh tới lẽ lên nữa mà đụng tôi nhắm bậy không xong á, thiệt luôn á. Để nó sần bẻ đâu. Giờ ra chả xe rồi điện binh nói thế này thế kia. Thằng Út á, thằng Út không biết điều nó, còn ta làm vậy còn đòi hỏi gì nữa mà còn đòi hỏi. Rồi nó thôi đi Út chở tao ra ngoài vậy ấy, tao lấy xe rồi, nó chở đi đấy chứ. Gia xuống gia mẹ con gà hơn 200 ngàn bán con cái thằng thường dặn ổng con gà ổng bán 300 ngàn đầu, thường nó để hai bữa nó bắt, hẹn bắt đi sinh nhật con này nè, đụng mẹ nó ra bắt ai trả 500 ngàn bán mất con trai vợ cây vậy. Sáng giờ điện cầu thường không có được. Con nhậu nhà một nhà nhà tới đâu điện. Đi thạch chồi mà. Chồi đâu nhậu say hết tới nhà. Tôi xong rồi xuống bình cái máy kêu. Đi thạch chồi rồi. Điện thoại rung chuông không à, không bắt máy hết. Thì nói chứ. Cũng chặt mày chơi đó. Anh mới chở thứ lên thấy nhậu một nhà 4-5 thằng nhậu, có thằng chó đĩa nữa. Mới đây hả? Quán thì này rồi anh về đây làm ráng con nãy. Cùng mới đây. Ăn ba cái ba giờ chưa chờ cái này thì nào nó lấy đi được ta mai lúc đó được đó mình có mấy chiếc đồng nó được đó không nói rồi nó được đựng nôn nôn quá đó nhiều ăn ba lấy cái mai quá bự chân rồi bữa đó em rút rồi được. Dầu hả? Nhưng kia chưa mổ hả? Rồi cái đó anh luôn luôn là lắng luôn rồi. Tôi kéo đâu ta? Kéo mổ quá. Rồi em mổ bên đây. Có kéo cái điện á. Đi làm. Kéo cắt thanh long cắt kéo con ạ. Thế nè. Kéo cắt kéo cắt lông sao ngon á, sợ cắt không đứt chứ. Được mà. Làm luôn không? Đuôi bỏ thằng cắt đuôi luôn, cắt bỏ đuôi luôn. Cắt dưới bờ môn nha, rắn đó là trên bờ môn thường thâu á. Được, qua lành quay. Thank you.
Nó nuốt không? Không có cần tàu đâu khỏi. Đục cái này, đục nó. Gan là bỏ hết chảnh đó ha. Cái gan. Cái gan mà. Bỏ ra cái nào mình ăn mình bỏ bỏ này. Ừ, ghen phải không? Lấy ra, lấy ghen phải không? Ừ, cái đó cũng vậy, lấy luôn. Ghen phải không? Thật ghen nó vào. Chết. Rồi cái này đúng rồi. Đúng ghen hả? Lấy luôn. Em lấy ghen tim. Để làm gì cả? Cái này là ngon ra. Làm lâu mình nó mới chăng à. Bây giờ anh băm ha. Cái bây giờ anh dần. Dần cái xương luôn ha. Dần xương luôn chứ lọc thầm rồi. Muốn lọc á là bỏ luôn. Cắt đuôi bỏ luôn các bạn à. Bỏ luộc xí ha. À. Cắt đuôi bỏ hết luôn các bạn à. Cắt 22 đây. Bỏ luộc xíu nó không ngon. Không ngon chứ. Cắt hai thôi. Mình xong vào cửa xong con xuống con đòi Trung ơi. Ở trong nền cắt đuôi bỏ rồi xong rồi cắt ra làm hai. Còn mấy con kia thì chắc làm không ăn hết nổi các bạn à. Bỏ tủ lạnh các bạn ơi. Nhìn thấy thèm luôn các bạn à. Đừng nói xong chế biến xong thôi chứ. À. Giờ bị hết nước rồi. Sao lại cái này đủ không? Không đủ đâu. Cái son hồi nãy á. Con có nước nãy nhiều quá. Đây đây xuống nữa nè. Bây giờ đem luộc anh. Luộc có bỏ gia vị gì không anh? Luộc không à. Luộc không rồi gỡ thịt. Luộc không. Bỏ xương nấu cháo. Gỡ thịt bỏ xương. Đậu xanh. Gỡ thịt bằm với lại thịt ba rồi. Dầu vô con rán lại. Đó, các bạn nghe rõ chưa? Còn nếu không nghe rõ thì tiếp tục xem nha các bạn. Giờ lái xe đây quá trời, chở xong kia quá luôn, đứng không mình đâu. Điện thoại này bấm đứng rồi lát nữa tiếp tục quay cái video đó được không anh? Anh Chính? Được luôn hả? Chưa xài lần nào hết hả? Đừng bấm khóa thôi. Đủ làm đây rồi đủ mà ăn rồi ngủ mơ nghe.
Mơ gì anh? Mơ ăn rắn này nãy. Mơ thấy vậy? Mơ ngon quá đó. À. Trời ơi, làm ra nhiêu đây cũng cả 4-5 lạng cái ruột đồ các bạn ơi. Lấy cái ấy xà bỏ anh miếng ơi, sau anh miếng nước rồi lên lên lên. Còn rất là ngon đó. Còn lại đỡ lại vô đây hả? Còn mấy con? Đỡ 2 phần luôn hả? Còn là có 5 con à. Ủa cái này chưa, cái này đây bỏ vô luôn chứ. Còn mấy con? Rồi tiếp tục bỏ nó vô luộc luôn các bạn à. Chết mẹ làm nhiều hơn đó Vũ à. Con làm 5 con bỏ lại. Dạ ông có 9 con à, hồi nãy đếm bị lộn. Quay video mình đếm tất cả 15 con, 14, 15 con nhưng mà thật chất là có 9 con thôi các bạn ơi. Đếm lộn. Cắt khúc chứ bầm cắt khúc khúc à. Lấy cái hộp đi bỏ bỏ vô luôn. Lên lên lên. Lấy cho em mấy cục chỉ nữa. Con rắn này thằng 3-4 con nè. Con rắn này thằng 3-4 con rồi mà. Con rắn này nặng lắm á, rắn này cũng làm ít á. Vô đây bỏ vô tủ lạnh cất các bạn à. Ăn sao hết nổ đây, có mấy người đây. Nhưng mà các bạn ai mà theo dõi kênh của mình á, thích thì chạy xuống Hiệp Phước mình cho con về nhà, đem về nhậu nha các bạn. Số lượng có hạn nha các bạn ơi. Cắt khúc dài vậy hả? Hay là ngắn hơn? Mà làm cái gì? Đâu, cắt khúc rồi bỏ vô tủ lạnh. Ý mà đứng ngồi là làm cái gì? Món gì? Dạ anh không, chưa biết. Nếu mà để giờ đừng ngắn con luôn. Đợi nguyên con luôn đi, đợi cái khúc. Chứ giờ nó lửa nó chặt ngắn chặt dài chứ ai. Không đâu. Không mà đợi nguyên con vậy. Để nguyên con đây anh bảo Mỹ á, để nguyên con là ơi à. Lấy bì bò nguyên con luôn à. Chứ con mày... à, con thấy người ta đỡ nguyên con không à. Thấy là... mấy trên quán hải danh nữa để nguyên con. Nó giờ biết làm cái gì. Làm xong không? Được nhiêu đây mật các bạn à. Với lại một viên một cái mật anh bé lớn đã nuốt rồi. Hiện tại sức khỏe của anh vẫn ổn các bạn à. Cước có. Đó bỏ hết vô luộc các bạn à. Lột da ra rồi luộc. À, các bạn coi nha. Làm bài bản. Các bạn tranh thủ chạy xuống đây đi. Rồi giờ trong thời gian chờ đợi luộc sau chắc mình bấm đứng lại cái ha các bạn ha. Lát nữa mình quay tiếp nha. Tiếp tục bây giờ bỏ thịt heo này vô luộc luôn các bạn ơi. À. Bỏ vô luộc luôn các bạn ơi.
Rồi cắt cái này đi. Đó, bây giờ là mình lấy cọng chỉ mình buộc lại hai đầu của cái da rắn các bạn à. Giữ cái lên. Em giữ chính giữa cho nó chích, nó khỏi giảm, nó khỏi giãn. Giữ đi, giữ bóp cái đuôi rắn luôn biết không? À bóp đuôi rắn. Mục đích của cái này là cái gì anh bé lớn hãy cho biết anh. Làm nhìn bé lớn cái này là gì? Bằm thịt nhau trộn con tàu với lại thịt ba rọi nhau vô. Có gì đâu. Sâu lên rồi các bạn ơi. Cái này là con tàu các bạn à. Cái này hành tím. Nhớ bầm hành ra nhuyễn ra nha các bạn. Tiếp tục bầm ớt nha các bạn. Đó, còn nhiêu đây ớt nha các bạn. Siêu cay thì cũng không có cay lắm đâu các bạn à. Tại tất cả mình làm hồi nãy là chắc cũng 1,5 kg 2 kg rắn mà. Còn khoảng 1 kg là mình để lại. 2 kg rắn nhiêu đây ớt nha các bạn. Luộc rắn lại thịt đồ chín rồi các bạn à. Bây giờ cắt rắn lại nè. Cắt lại dở chứ không được. Anh xé không được hả? Cắt ra anh dẹp đậy dậy xuống dẹp hơn. Không được nó không có đi. Ủa cái đó luộc gì nữa? Dấu trên ga luộc gì hả? Không được nó đi. À thịt bà rồi. Cái chín luôn à? Đó cái chín luôn đi. Này nó hay lấy cái xô lấy cái xô này lấy cái tôi đó đây anh gỡ xương bỏ mẹ nữa xương sống bỏ cháo ăn hoài đủ mẹ mệt ngán á. Đâu cái xô đó em còn bầm nữa mà hả đâu mình bầm mà thì bỏ nó anh bớt ra bầm. Đó, chỉ lấy thịt thôi các bạn à, xương là toàn bộ là mình bỏ hết. Xương là bỏ hết các bạn ơi. Nếu mà xương nấu cháo cũng ngon lắm các bạn à. Đó, các bạn ơi, cái này là cái gì đây Dương Dương? Nấm mèo. Nấm mèo các bạn à. Đi đây Dương. Ồ, thấy không? Đồ bài bản không các bạn? Sen kể video làm màu rắn thì mình sẽ quay video phá nhà luôn các bạn ơi. Nhà này chắc cũng ba mấy năm các bạn ơi. Không, chắc có 30 năm các bạn ơi. Nghe có thông tin là 50 năm rồi các bạn à, hình như gần nhà cũ luôn rồi. Chắc thùng bị đâm trước có phải không?
qua níu ông bà ông ơi, níu ra toàn bộ thịt là lọc ra hết rồi bằm vô đây các bạn à, cái đó nấm mèo các bạn à, cái này xương được như đây các bạn, xương này lát mình cũng không bỏ đâu, xương này để lát chiên nước mắm tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hello. Toàn bộ nó là không có bỏ gì hết nha các bạn. 60 dằn cái nó ra cũng mệt lắm. Quay làm gì nữa hả? Dạ quay coi ủi đồ ủi nhà. Mẹ thì cái tâm thiệt chứ. Mẹ đánh mà chạy đi mua cho anh mẹ nó đi mua cho tao mấy cái trứng gà rồi. Hả? Mẹ đã chạy đi mua rồi. Alo. Thịt là phải bằm ra nhuyễn hết luôn như vậy các bạn ạ. Bằm xong bỏ vô đây, lát nữa là sẽ bỏ vô cái da rắn á các bạn ạ. Quan trọng có than nướng hay không đây nè. Nhà có than anh à. Đây mới bổ sung thêm 4 cái trứng gà nữa nha các bạn. Làm này hai thằng với một mình tôi sao làm cho kịp. Nhiều quá anh. Hai người phải biết làm chứ. Ngon lắm các bạn ơi. Tiếp tục bằm các bạn à. Còn có xíu nữa là xong luôn các bạn à. Đó, lọc ra sẵn đó. Xương ra xương. Thịt thì mình bằm nhuyễn bỏ đây hết. Gia vị đồ trong đây hết. Xương này lát chiên nước mắm. Nhưng mà cũng không có nên bằm thịt nhuyễn lắm nha các bạn. Tốt nhất là nên bằm chứ đừng bỏ vô máy xay nha. Máy xay là nhuyễn lắm, ăn không có ngon nữa đâu nha các bạn. Đó, bây giờ trộn đều lên các bạn à. Này có tiêu hụt á. Muối đâu có đủ mẹ.
muốn cầm tay hả? Đó, bỏ tiêu vô nha các bạn. Đó, tiêu á. À, bỏ tiêu. Cái này đường, đường các bạn à. À. Các bạn à, cái video này là mình đang mướn đầu bếp ở nhà hàng khách sạn New World ở trong thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây nè. Đó, đầu bếp này chuẩn lắm á. Chuẩn lắm á, đầu bếp ở trong khách sạn New World đàng hoàng các bạn à. Chuyên nấu ăn cho người nước ngoài là khách VIP của Việt Nam không các bạn à. Đó, đây ít bột ngọt các bạn à. Nếu mà các bạn thấy thích á thì có thể comment dưới để mình giới thiệu cho nha, giới thiệu cho anh đi làm nấu muốn ăn đồ cho nha các bạn. Anh nấu rất là giỏi á. Khách sạn New World trả tiền cho anh ít quá nên anh xin nghỉ rồi các bạn à. Cái này là một ít muối nha các bạn. Đó. Bỏ còn nhiêu đây thôi chứ bỏ nhiều quá mặn các bạn ạ. À. Sau khi tất cả gia vị vào thì mình trộn đều, lát nữa còn phải đập trứng này nữa nè các bạn nè. Trộn ra luôn. 4 quả trứng thôi các bạn à. Không nhiều nha. 2 kg rắn thì cũng 4 quả trứng thôi nha các bạn. Đấy. Nếu mà mình bỏ nhiều trứng là sẽ nghe mùi trứng không, còn nghe mùi rắn nữa nha các bạn. Mình thấy vậy thôi là mình đã muốn chảy nước miếng rồi các bạn à. Ngon lắm các bạn ơi. Đó. Giờ đánh trộn đều lên. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không?